Nội thất Mộc La View xin chào. Clip lần này Mộc La View giới thiệu với các bạn một bộ Minh Quốc đào tay 10 gỗ gõ tự nhiên 100%. Bộ này là của một khách hàng, đó là anh Vũ ở Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Đơn hàng của anh Vũ thì sẽ là một bộ ghế này và một bộ tam sư, kèm theo là một chiếc kệ tivi gỗ gõ 2m2. Thì chiếc kệ tivi của anh thì chúng tôi đang sơn, và tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ xong và sẽ chất hàng đêm để sáng mai đi sớm cho anh Vũ ở Bình Chánh. Còn một chiếc xe lưỡi của tôi thì tôi sẽ chất hàng cho một khách hàng ở Long An, anh sẽ lấy toàn đồ thờ là nhiều thôi và một bộ salon. Thì nhân tiện hôm nay tôi sẽ quay cái clip để giới thiệu các bạn một bộ ghế 21 triệu, bộ Minh Quốc đào gỗ gõ tự nhiên 100%. Đấy, bộ này thì bao gồm 6 món, là gồm hai ghế con này, một bàn này, hai đôn này và một chiếc ghế băng dài, kèm theo cái diện tích sử dụng của chúng ta khi xếp ra như thế này là từ góc bên này qua góc bên này của chúng ta là 2m2 và chiều dài là 1m9, thì nó tổng cộng thì nó vào là hơn 4m2 một xíu, để cho các bạn có thể cân đối được cái diện tích của căn nhà chúng ta khi sử dụng. Thì bộ ghế này 100% các chi tiết đục chạm là bằng CNC, đó là công nghệ đục chạm bằng máy vi tính, và một số đường nét nhỏ hơn thì sẽ được tỉa bằng tay để tạo lên những sự sắc nét và tạo cho bộ ghế chúng ta nó có hồn. Đó, đây là cái mặt đằng sau của bộ ghế. Thì luôn luôn rồi, mặt đằng sau thì đục chạm nó sẽ ít hơn là mặt đằng trước, nhưng mà sơn thì như nhau. Mặt trước của ghế thì như tôi có nói với các bạn là tất cả các đường chạm khắc thì bằng công nghệ CNC hết. Đó là công nghệ đục vi tính. Và một số các cái đường nét nhỏ thì sẽ được tỉa bằng tay. Đó, những đường nét nhỏ thì chúng tôi sẽ tỉa bằng tay. Đó, cho nó thêm phần sắc sảo cho bộ ghế. Đối với bộ này thì chúng tôi đục 4 mùa. Đục cúc, tùng, trúc, mai. Đó, rất là đẹp. Thì đây là bộ ghế tiêu chuẩn của hàng 21 triệu. Đấy, các bạn lưu ý, hàng 21 triệu là hàng không tì, không rác của một bộ ghế Minh Quốc đào tay 10. Các bạn nhớ nhé, 21 triệu là cái giá xuất xưởng của bên Mộc Lâm Huy, để các bạn có thể biết được, nắm được cái giá của bên mình. Ngoài ra thì bên mình có làm thêm một cái hàng nữa, đó là hàng 23 triệu. Cũng chất lượng, chất liệu gỗ gõ 100%, nhưng mà là hàng lựa vân. Các bạn lớn nhá, hàng 23 triệu là hàng lựa vân, và những cái vân gỗ nó xoáy, nó vip như thế này, đó là hàng chúng tôi lựa vân, là chúng tôi là hàng này là hàng 23 triệu. Đó, nó có cao hơn hàng bình thường là 2 triệu một bộ. Đấy là do cái dàn vân gỗ này, chúng tôi lựa những cái vân gỗ như vậy thì là hàng 23 triệu. Các bạn lưu ý nhá, Mộc Lâm Huy chúng tôi ra hai loại hàng như vậy để cho các bạn lựa chọn. Một đằng là hàng không tì không vết, và một đằng là hàng lựa vân vip như vậy luôn. Đấy, thì tất cả hàng này chúng tôi báo giá với các bạn đều là sơn BU hoàn thiện rồi, tặng kèm theo kính mặt bàn và chính sách giao hàng miễn phí 40 km, thì tất cả đều được áp dụng giống nhau. Đó, nhưng mà hàng 23 triệu thì các bạn thấy là vân nó sẽ vip hơn nhá. Đó, thì đối với hàng tay 12 cũng vậy. Tay 12 thông thường thì Mộc Lâm Huy mình làm là 27 triệu, nhưng mà hàng lựa vân thì bên mình làm là 30 triệu chẵn các bạn nhé. Đó, vân gỗ như này này. Thì đây là hai loại hàng mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Và vâng, vậy nên Mộc Lâm Huy mình sẽ sơ qua về bộ ghế này một chút và sẽ kết thúc cái clip là tại đây. Là bộ ghế này là bộ ghế gỗ gõ tay 10, hàng tiêu chuẩn, giá 21 triệu, tặng kèm theo kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển là 40 km.
với chất liệu là gỗ gõ tự nhiên 100%, không có pha tạp với bất kỳ loại gỗ nào khác các bạn nhé. Vâng, vậy nên Mộc Lâm Huy mình xin phép được kết thúc cái clip ở tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.